Anh nhìn đi, em hơi có mấy cái áo thôi mà giọt nước rớt xuống xe chỉ chút xíu mà chị làm là dơ hết đồ của em rồi nè. Áo trắng nè, mai mặc đi làm là rồi sao? Sự việc do camera an ninh khu trọ ghi lại. Lúc này có một cô gái đang phơi quần áo trong khu trọ. Sau khi phơi xong, cô gái đi vào phòng. Hồi lâu sau, có chị gái phòng kế bên đi về và nhìn thấy xe của mình bị chỗ cô gái phơi đồ làm ướt. Chị gái bực bội ném đồ của cô gái vừa phơi xuống đất. Ủa chị làm gì sao chị giục đồ em vậy trời, áo trắng mới giặt luôn. Em gái. Trời ơi, nó dơ hết rồi. Sao chị kỳ vậy? Chị nói em nghe nè. Chị kỳ hay em kỳ? Em nghĩ làm sao cái xào đồ ở đây nguyên một xào dài luôn á, chỉ có một mình em phơi thôi. Xong rồi á lạ hả, em phơi lính nước coi như là tất cả các đồ, đồ lớn, đồ nhỏ, đồ bé gì tùm lum cái lạ. Chị nói em nghe nè, ở đây là phòng trọ, con nít nó nhiều lắm, mình lịch sự, mình văn minh xíu đi. Sao em ăn nói ngang ngược quá vậy? Chị sống ích kỷ quá, có cái xào đồ thôi và phơi đồ cũng không được nữa. Nếu mà chị ích kỷ là chị nói thiệt cho em ngay, em không phơi đồ được bao nhiêu năm ở đây đâu. Em nghĩ đi, nguyên cái phòng trọ này toàn là con nít không, mà em phơi đồ lớn đồ nhỏ nhìn nó thô, nhìn nó thô thiển gì đâu á. Thì tôi phơi có mấy cái thôi chứ không phải là tôi phơi hết đâu. Thì bây giờ trong nhà nhiều quá thì đem ra đây phơi thôi. Chị cũng là đàn bà phụ nữ nha. Nha, không phải chỉ có một mình em có đồ lớn đồ nhỏ, có bao đời nào mà em thấy chị phơi đồ ra vậy không? Hả? Nè, nhưng mà chị bất lịch sự quá, đồ người ta phơi áo trắng này chị nếu dục xuống dơ hay rồi nè. Mà mất lịch sự là ai mất lịch sự hơn ai? Ở chung mà, sao em kỳ quá vậy? Thì ở chung mà, đúng rồi, giọt nước rớt xuống cái xe chị có chút xíu à. Mà chị đứng đó chị la làng, chị chửi người ta á, em phải tạo một cái nết á cho thiệt là tốt để người ta yêu thương. Ví dụ như lỡ mà có hữu sự gì người ta còn giúp đỡ em. Còn cái nết này của em á, chị nói thiệt là 80 người cũng không ai thèm giúp đỡ em đâu. Em không có cần cái người hàng xóm giống như chị nha. Phơi có mấy cái áo mà cũng đứng chửi người ta nữa. Thấy không? Nè, anh nhìn đi, em hơi có mấy cái áo thôi mà giọt nước rớt xuống xe chị chút xíu mà chị làm là dơ hết đồ của em rồi nè. Áo trắng nè, mai mặc đi làm rồi sao? Chị giục đồ tôi mà. Nam chủ nhà vô coi, đây cái trường hợp này nha, chị đã nói với em rất là nhiều lần. Bây giờ đi, chị đi về chị bắt gặp, bây giờ em xử lý sao đây? Nè anh bên đây, nè phơi đồ lên xe của người ta nè, nhiễu đầy nước. Chị nói làm sao? Chị nói với em sao? Xe chị hai vợ chồng chị hai chiếc, chị để có một chiếc thôi mà lần lứng đồ qua xơi nè. Đồ đạc chị nè, ướt nhẹp hết trơn rồi phơi vậy đó. Bây giờ tôi nói nè, xào đồ của nhà nào thì nhà đó xài, không đủ thì bóp giặt bóp ít lại chia ra. Chứ không có nào ai mà lớn qua ai nữa đó. Nhưng mà em đang nói đồ không à, em đang nói cái chuyện trời. Hàng xóm láng giềng anh hiểu không? Thì em phơi mấy cái áo ké bên này chút xíu thôi, nằm có một hai cái áo mà ướt lên xe chỉ có chút xíu mà chị cũng làm lớn chuyện lên. Bây giờ giục đồ em xuống láng giềng với lại cái ngữ bây giờ hả? chị không thích thì thôi em cứ phơi bên chỗ của em chị đi. Mắc mới thì giục đồ em đó. Quá. Áo trắng ngày mai người ta đi làm mà giục như vậy, nói chuyện đàng hoàng không nói mà giục đồ người ta vậy á. Cô không có thái độ để nói chuyện đàng hoàng. Ngay từ đầu là chị không đàng hoàng trước rồi. Cho nên tôi mới không nói chuyện đàng hoàng. Đừng có bắt người khác đàng hoàng với mình khi mà mình không đàng hoàng với người ta. Gái lứa mất nết. Nè, không phải là mới đây lần đầu nha, chị đã nói rất là nhiều lần với em rồi. Em đâu có giải quyết vấn đề này đó, bây giờ em thấy em bắt quả tang đây nè, xe chồng chị nè, ướt hết em thấy chưa? Rồi, bây giờ là mạnh ra nhà nè, thôi nhỏ thôi, đừng lớn qua nữa. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật. Theo các bạn, tình huống trên ai đúng ai sai?